vào kho dọn nốt mấy cái son nồi của vợ em được trước đó bán đấy bác ơi. Đây là hai chiếc nồi áp suất. À, đối với chiếc này thì vẫn bình thường này. Chiếc này thì dùng vẫn bình thường nhé. Chiếc này thì dùng bình thường. Ok, bàn chặn đây. Nút này bình thường hết. Răng răng này các bác nhé. Đây này. Răng bác, răng bác thả vào này. Đây này. Thả vào cái gờ này. Ok. Có nghĩa là cái răng này khi mình lâu ngày mình không nấu ấy thì nó chưa được nhiệt vào, nó chưa căng. Mình nấu cái nó căng cái nó ok luôn. Đấy. Nồi đây. Nồi ok hết bác ạ. Nhé. Cái đáy nồi này thì nó có hai lớp. Các bác có thể dùng nấu inox hoặc không bác lột cái lớp hoặc là bác nấu ở bếp bình thường được hết. Đây là của nó. Hai cái này em để cho bác 500k này. Cái này vẫn dùng bình thường. Nhưng cái này nó bị rơi mất cái núp đậy, bác nhìn có cái mũ đậy đây chưa? Cái mũ như cái này này. Đây này, như cái mũ này này. Bác kiếm mũ đâu bác đậy lên được. Cái mũ này thì thật ra là nó cũng khá là nhiều ở ngoài thị trường. Đấy, mũ đậy này. Bác đậy lại ở đây. Cái mũ đậy này có tác dụng là khi cái hơi nó xì nó một cái lượng nhất định thì nó sẽ đẩy cái mũ đậy nó xì dần ra đấy. Đấy. Thì hiện tại là rơi mất cái mũ đậy này. Còn con này nhá, bác nhìn này. Này. Đây này, bác bấm này. Bấm này là bật ra này. Bấm này là mở này. Mở van này. Đấy, cho này van này. Đấy. Đấy. Cho này xuống này. Bấm này nó van lại này. Đấy. Van lại ok chưa? Mở ra. Đấy. Con nồi này thì quá chất rồi. Này. Nhật xịn luôn ạ.